Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là kênh YouTube giúp cho các bạn học giỏi tiếng Hàn với rất là nhiều video hữu ích. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và theo dõi bài thường xuyên các bạn nhé. Chúng ta cùng nhau xem qua đoạn hội thoại mẫu của bài học ngày hôm nay nhé. 전 아침입니다. 윤스턴 교수님, 어떻게 지내세요? 전 아침 là một cái câu chào. Nó lịch sự hơn và nó bay bổng. À xin lỗi, không phải là lịch sự hơn mà kiểu như nó bay bổng, nó văn vẻ hơn là cái câu mà Annyeonghaseyo. Nó có nghĩa là chào buổi sáng tốt lành ha. Còn Annyeonghaseyo thì có nghĩa là xin chào bạn có khỏe hay không. Annyeong, nghĩa Hán của nó có nghĩa là bình yên, an nhiên hơn. Có nghĩa là bạn có an nhiên hay không, bạn có bình yên hay không. Còn chốn Chimimita thì là buổi sáng tốt lành ha. Nó mang ý nghĩa là một buổi chào, một cái lời chào và một cái buổi sáng vào đầu mỗi ngày ha. Chào buổi sáng tốt lành. Houston Kyosunim, tên của cái vị giáo sư này là Houston ha. Otoke Chineseo, có thể hiểu là otoke là như thế nào đó. Chúng ta có thể hiểu là dạo này thầy có khỏe không, dạo này giáo sư có ổn không ha, mọi việc có thuận lợi không, về sức khỏe cũng như về công việc. Chúng ta đều có thể dùng cái cách hỏi là otoke chineseyo, chan chineyo, mọi việc đều ổn ha. Mọi việc đều ổn nó bao gồm tất cả, vừa cái là tôi khỏe, vừa cái là công việc của tôi đều ổn ha. Komaworyo. Đây là cách trả lời của một vị giáo sư lớn tuổi mà trả lời với lại sinh viên ha. Thì cách trả lời dùng duyo như thế này là lịch sự rồi ha. Dùng duyo như vậy là được, ayo là được rồi nha. Và cái đuôi komaworyo là thường là để cảm ơn cho những cái câu đối thoại mà ở mức là gọi như là cũng là cảm ơn nhưng mà không phải là vì người ta làm cái gì cho mình. Hoặc là người lớn người ta cảm ơn lại mình bằng câu komaworyo. Thường là bạn bè với nhau dùng komaworyo nhiều, hoặc là những cái cách mà biết ơn nhẹ nhẹ hơn thì chúng ta dùng komaworyo. Còn khi mà mình nhờ người ta mà người ta giúp mình nhá, thì mình sẽ có những cách cảm ơn khác ha. Nó gọi là nó nặng tình hơn ha. 저는 이 대학에 지원하려고 생각 중이에요. Câu này lát nữa mình sẽ phân tích ngữ pháp. Tôi hoặc là em đang định đăng ký vào trường đại học này. 다음 주에 제 사무실에 한번 들르세요. Tuần sau thì hãy ghé vào văn phòng của tôi. Tuần sau hãy ghé vào văn phòng của tôi. Có thêm từ hanbon là gì? Hãy ghé qua một lần. 언제든지요. Bất cứ lúc nào cũng được. 제가 사무실에 있으면. Nếu mà tôi ở văn phòng thì 저와 이야기 나눌 수 있어요. Nếu mà tôi ở văn phòng thì bạn có thể là chia sẻ cái câu chuyện với tôi ha. 그럼 다음 주에 왜요? Vậy thì tuần sau chúng ta gặp nhau. Rồi chúng ta cùng xem nào. Đi vào từng câu phân tích các bạn nha. 전 아침입니다, 교수님. 어떻게 지내세요? 잘 지내요. 고마워요. 전 아침입니다. Các bạn chỉ việc học thuộc lòng và thêm tên của người cái đối phương. Nói chung trong câu này các bạn học thuộc lòng được hết, chỉ thay đổi được mỗi cái vế câu, mỗi cái danh từ là thay vì là Kim Kyo Sunim chúng ta sẽ thay đổi được Nam Sĩ Sa Trang Nim hoặc là Kim Qua Trang Nim chẳng hạn ha. Chúng ta chỉ cần thay đổi cái danh từ kia thôi ha. 어떻게 지내세요? Hoặc là 잘 지내세요 ha. Hoặc là 잘 지내세요 các bạn cũng có thể thay thế nó lại ha. 어떻게 지내세요 hoặc là 잘 지내세요 잘 지내세요 nó đều tương tự như nhau các bạn nhé. Rồi câu trả lời là 잘 지내요 고마워요 잘 지내 세요 ha, cũng được. 잘 지내요 cũng được. 잘 지내세요. 잘 지냅니다. Được không? Được ha.
냅니다. được không? Vẫn được nha. Rồi, 고마워요. Nếu như mà cái cách cảm ơn mà nó ở mức độ nhẹ thôi thì chúng ta dùng 고마워요. 고맙습니다. Được không? Được. Còn nếu như mà cảm ơn ở mức độ mà gọi như là mình mắc ơn người ta ha, mình đang nợ ân nghĩa người ta thì có thể mình nói là 감사합니다. Kiểu như là cảm ơn mà nhẹ nhẹ thì là 고맙습니다. 고마워요. Còn cảm ơn ở mức độ mà nặng hơn, sâu xa hơn ha, chúng ta dùng 감사합니다. 감사해요. 감사해요 ha. Rồi. Các bạn nhớ chép vào nha. Chúng ta cùng sang slide tiếp theo. 저는 이 대학에 지원하려고 생각 중이에요. 네, 맞냐. 딱 xíu 봐냐. Rồi, 저는 이 대학에 생각 중이에요. Dùng mỗi bàn phím không hơi... 저는 이 tôi đang định là đăng ký vào cái trường đại học này. Thì các bạn để ý này, chúng ta có 지원하려고 thì chúng ta có là để động từ kết hợp với lại 려고 ha. 리오코, ngon. Nhưng mà 리오코 này thay vì chúng ta nói là 리오코 하다 các bạn ha, 리오코 하다 thì chúng ta kết hợp nó với chúng ta rút gọn cái từ 하다 này đi, chúng ta rút gọn cái từ 하다 này đi nè. Thì còn là 생각 중이다, 생각 중이다 ha. Chung y tà, chúng ta có gì nhỉ? Danh từ á, danh từ cộng với lại chung y tà có nghĩa là gì? Đang làm cái gì đó, đang làm cái gì đó. Ở đây nha, mình triển khai nó ra nhá. Triển khai nó ra thì ở đây là gì? Thay vì á, chúng ta có động từ kết hợp với nhân chung y tà. Động từ nha, kết hợp với nhân chung y tà. Nhân chung y tà thì chúng ta có danh từ kết hợp với chung y tá kia. Mà ở đây nha, chúng ta có là gì? Sengak ha tá các bạn. Sengak ha tá thì có sự kết hợp giữa danh từ sengak cộng với lại động từ ha tá. Cho nên chúng ta có thể bỏ ha tá đi và sử dụng sengak chung y tá được ha. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ chú ý đến những trường hợp ví dụ như là những cái động từ nào có sự kết hợp với ha tà nhỉ? Ngoài sen các ha tà ra thì còn gì nữa nhỉ? Dân cu ha tà, nghiên cứu. Dân cu ha tà nè, công bu ha tà nè, ha tà nè, rồi gì nữa các bạn? Nói chung là những cái động từ nào mà có sự kết hợp giữa hai danh từ và kết hợp với ha tà thì chúng ta đều có thể sử dụng là cái danh từ làm trước, ví dụ dân cô chung y tà, công vô chung y tà là được rồi các bạn nhé. Nhưng mà tuyệt đối đối với cái từ mà cho a ha tà thì chúng ta không dùng được như vậy, bởi vì cho a ha tà này nó là một cụm luôn, chúng ta không tách cho a và ha tà được các bạn nhé, không được các bạn nhé. Cho a ha tà đó. Rồi, cho nên chúng ta có được cái câu là gì? Động từ cộng với giờ cô xin các chung y yêu. Được chưa các bạn ha? Rồi, chúng ta cùng xem qua cái ví dụ này. 저는 이 병원에 지원하려고 생각 중이에요. Tôi đang định đăng ký vào cái bệnh viện này. Cũng có thể hiểu là gì? 지원하다. Ở đây này, cái động từ 지원하다 nó còn có ý nghĩa là 지원하다 này nó còn có nghĩa là xin việc các bạn nhé. 지원하다 nó còn có ý nghĩa là xin việc. Tôi đang định xin vào cái bệnh viện này, xin việc vào bệnh viện này. 저는 이 회사에 지원하려고 생각 중이에요.
có nghĩa là tôi đang định xin việc vào cái công ty này. 저는 이 조직에 지원하려고 생각 중이에요. Tôi đang định là xin vào cái tổ chức này. 생각 중이다 nó mang ý nghĩa là thì đang suy nghĩ ha, đang suy nghĩ. Còn có một ý nghĩa xa hơn là thì tôi đang dự định ha. Chúng ta có thể dịch là tôi đang định. Các bạn cùng nhau luyện nói nha. 저는 이 대학에 nói nè các bạn nha. 대학에 chúng ta có 대학에 thì ở đây chúng ta sẽ phát âm làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ phát âm 대학에 được chưa các bạn? 대학에 mình phân tích rất là kỹ ngữ pháp cho các bạn nha. 대학에 rồi chúng ta cùng luyện nói. 저는 이 대학에 지원하려고 생각 중이에요. 저는 이 대학에 지원하려고 생각 중이에요. 저는 이 병원에 네. Chúng ta đọc nối liền qua e nha. 저는 이 병원에 지원하려고 생각 중이에요. 저는 이 병원에 지원하려고 생각 중이에요. Câu tiếp theo. 저는 이 회사에 지원하려고 생각 중이에요. 저는 이 회사에 지원하려고 생각 중이에요. 저는 이 조직에 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 đọc nối khi giáo khoa E nha. 저는 이 조직에 지원하려고 생각 중이에요. 저는 이 조직에 지원하려고 생각 중이에요. Chúng ta cùng sang slide tiếp theo các bạn nha. 다음 주에 제 사무실에 한번 들으세요. Người Hàn rất hay có cái cách biểu hiện này. 한번 한번 cộng với lại động từ, cộng với lại động từ á, rồi cộng với lại 으세요 á, 으세요 으세요 các bạn ha. À, các bạn hãy làm gì đó một lần đi ha, hãy thử làm gì đó một lần đi ha. Hoặc là có cách biểu hiện khác ngoài 으세요 là gì? 한번 한번 này cộng với lại động từ mà đi với lại gì? 아 ơ bô xèo, hãy thử làm gì đó một lần ha. À, tuần sau hãy thử ghé qua văn phòng của tôi, hoặc là hãy ghé qua văn phòng của tôi. Ở đây chúng ta có chê samosin đó các bạn, chê samosin kìa ha. Chê samosin đó là chờ ơi thì bằng với lại chê nha. Chờ ơi cộng với lại một danh từ thì bằng chê cộng với lại một danh từ ha. Sở hữu cái gì đó của tôi ha, sở hữu cái gì đó của tôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem qua ví dụ này. Thâm thà đê, thâm thà là gì? Than có nghĩa là tháng các bạn nhé. Thâm thà đê thê ê ê phải đứng sau ở cái cột mốc về thời gian ha. Uri huế sa ê hàn bơn duriseo, lúc này e đứng sau than nghĩa là đứng sau thời gian, còn đứng sau huê xa thì có nghĩa là đứng sau địa điểm. Tư lư tả nó là nghĩa là tư lư tả có nghĩa là ghé qua các bạn nhé. Tư lư tả ghé qua. Rồi chúng ta cùng xem nè. Tháng sau hãy ghé qua công ty tôi một lần. Tháng sau hãy ghé qua công ty tôi một lần. Câu tiếp theo. 다음 주에 우리 조직에 한번 들으세요. 들으세요 các bạn nhé. Tuần sau hãy ghé qua tổ chức của tôi một lần. Cái từ 조직에 lúc nãy đã nhắc cách đọc rồi. 다음 주에 저희 그룹에 한번 들으세요. Chúng ta sẽ có cách đọc là
Group. Rồi, ở đây mình còn bonus thêm cho hai cái câu ví dụ á, tại vì cái câu này là lúc trước có dạy qua mấy bạn khóa trước á, cho nên là mình có lưu lại ha. 오늘은 보건소에 들러서 아이에게 주사를 맞다. 보건소 này các bạn. Cái từ 보건소 này có nghĩa là trạm y tế ha. Trạm y tế 보건소에 들러다. Chúng ta có ngữ pháp là gì? Danh từ cộng với e từ lưu ta để ghé qua đâu đó ha. Mà ở đây chúng ta có từ lơ so thì tức là động từ từ lưu ta cộng với lại o so. Động từ cộng với o so rồi cộng với động từ á. Chúng ta cũng xếp thêm một cái trường hợp động từ cộng với lại a o so rồi lại cộng với lại động từ á, thì nó có nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là làm gì để mà, hoặc là nó còn một nghĩa khác là làm gì để mà nè, hoặc là nó còn một nghĩa khác là vì nên. Vì nên nó có hai nghĩa, tùy theo ngữ cảnh mà các bạn xét về cái mặt ngữ nghĩa để dịch các bạn nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ dịch theo cái nghĩa là tôi ghé qua trạm y tế để mà tiêm phòng cho con tôi. Thì ở đây chúng ta có cái từ là 주사를 맞다. 주사를 맞다 có nghĩa là tiêm phòng nha. 주사를 맞다 có nghĩa là tiêm phòng. Rồi, các bạn ghi vào được chưa nhỉ? 주사를 맞다 có nghĩa là tiêm phòng. 오늘은 이 회사. Cái từ 은 á mà ở sau 오늘 á nó có nghĩa là nhấn mạnh cái thời điểm là ngày hôm nay lên ha. Nhấn mạnh cái 오늘 nó lên. 이 회사에 들러서 지원서를 제출해요. 지원서를 제출하다 có nghĩa là nộp đơn xin ha. Hôm nay tôi ghé qua công ty này để mà nộp đơn xin việc đó các bạn ha. Rồi, được chưa các bạn? Chúng ta cùng nhau luyện nói. 다음 주에 제 사무실에 한번 들르세요. 제 사무실 다음 주에 제 사무실에 한번 들르세요. Cái chỗ mà 사무실 á, chúng ta sẽ nói điền qua e thì nó biến thành cái gì các bạn? 사무실에 사무실에 và ví dụ 다음 달에 우리 회사에 한번 들으세요. 다음 달에 우리 회사에 한번 들으세요. 다음 주에 우리 조직에 한번 들으세요. 다음 주에 우리 조직에 한번 들으세요. 다음 주에 저희 그룹에 한번 들으세요. 다음 주에 저희 그룹에 한번 들으세요. 오늘은 보건소에 들러서 아이에게 주사를 맞다. 주사를 맞아요 cũng được, 주사를 맞습니다 cũng được ha. 오늘을 보건소에 들러서 아이에게 주사를 맞다. 오늘을 이 회사에 들러서 지원서를 제출해요. Ở đây á, cái đuôi kết câu là 제출해요, chúng ta còn có một cách đọc nữa, đó là 제출해요. Đọc nhanh có thể nói đi ẩn qua hi ợt, bỏ chữ hi ợt đó đi luôn ha. 제출해요 vẫn được các bạn nhé. 오늘은 이 회사에 들러서 지원서를 제출해요. Ok, qua slide tiếp theo. Các bạn nhớ là luyện tập môi nhiều, luyện tập nói nhiều để chúng ta hình thành cái trí nhớ cơ, để mà miệng của chúng ta là gì,
thuộc các cái câu thì hội thoại tiếng Hàn này, thì sau này các bạn nói tiếng Hàn nó sẽ trôi chảy hơn. 언제든지요. 제가 사무실에 있으면 저와 이야기 나누실 수 있어요. Ở đây chúng ta có cái câu là gì? 언제든지. 언제든지 có nghĩa là bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào. 제가 사무실에 있으면. 에 있다. Các bạn xem mấy cái video trước, các bạn sẽ thấy là 에 있다 có nghĩa là gì? Có gì đó ở đâu. Danh từ cộng với lại 에 있다. Có gì đó ở đâu ha. Tiếp theo, ngữ pháp tiếp theo là gì ạ? Rồi đến 저와 이야기. Chúng ta có thêm ngữ pháp là gì? Danh từ 와 이야기. 와 cộng với động từ đi cho nó cơ bản. Danh từ 와 cộng với động từ làm gì cùng với ai? Làm gì cùng với ai ha? Làm gì cùng với ai? Ở đây chúng ta có cái gì nhỉ? Na nu ta có nghĩa là chia sẻ ha. Na nu ta. Na nu ta. Nhưng mà na nu ta mà cộng với lại ư si ta kính ngữ ha, thì na nu ta kết hợp bằng nguyên âm u rồi, cho nên chúng ta đi với lại si ta luôn, nó biến thành na nu si ta ha, na nu si ta, mà nó lại kết hợp với cái gì nữa kia, kết hợp với lại riêng su ita, có thể chia sẻ câu chuyện cùng với tôi nếu tôi ở văn phòng. Rồi. 언제든지 우리 집에 놀러 오세요. Ở đây các bạn để ý nè. 언제든지요. Khi mà nó là kết câu luôn, nó là kết câu luôn, một mình nó rất độc lập thì mình phải thêm cái đuôi vô vào ha. Còn khi mà nó đứng ở đầu câu hoặc nó là đó là nó liên kết với một câu nữa thì chúng ta chỉ 언제든지 là đủ rồi ha. 언제든지 우리 집에 놀러 오세요. Chúng ta có 놀러 오다 đến chơi. 놀러 오다. Ha, 놀러 오다 đến chơi. Có 놀러 가다 là đi chơi. 놀러 가다 là đi chơi nha. Đến nhà ai chơi, đến đâu đó chơi thì là 놀러 오다. Còn đến đi chơi thì là 놀러 가다 các bạn nhé. Bất cứ lúc nào hãy đến nhà chúng tôi chơi nha. 언제든지 저한테 연락해 주세요. 연락하다. Liên lạc. Nha, liên lạc. Bất cứ lúc nào cũng hãy liên lạc với tôi. 언제든지 이 백화점은 문을 열어요. Cái tiệm bách hóa này lúc nào cũng mở cửa. 문을 열다 mở cửa. Tiệm bách hóa này lúc nào cũng mở cửa. Các bạn có thể thay thế những cái uri chip này hoặc là bé khoa chơm kia thành không không ghi quan. Các bạn ghi nghĩa vào này, không không ghi quan có nghĩa là cơ quan công cộng, hoặc là công công trang sổ thì có nghĩa là cái nơi công cộng. Cục trang vù, mấy cái này các bạn chưa cần biết đâu ha. Chừng nào các bạn lên biên dịch đi rồi thì mình nói ha. Uche cụ có nghĩa là bưu điện. Uri Market. Ví dụ như là cái tên siêu thị của nó là Uri Market. Market đó. Rồi chúng ta cùng luyện nói nha. 언제든지요. 제가 사무실에 있으면 저와 이야기 나누실 수 있어요. 언제든지요. 제가 사무실에 있으면 저와 이야기 나누실 수 있어요. Cái 제가 này á, khi mà các bạn ở mức độ thân mật á, cái 제가 này á, các bạn cũng có thể thay thế bằng gì? 저는. Nhưng các bạn không thể thay thế nó bằng 제가 nhá. 제가 là không được nhá. 저는 và 제가 các bạn nhé. 제가 저는 nó thay thế cho nhau được, nhưng phải là 제가 và 저는 chứ không phải là 제 는 là không được này, sai này. Mà 제가 cũng sai các bạn nha. Nha, nhớ đó. Rồi. 언제든지요.
제가 사무실에 있으면 저와 이야기 나누실 수 있어요. 저 선복기 언제든지요. 우리 집에 놀아 오세요. 언제든지요. 우리 집에 놀아 오세요. 언제든지 저한테 연락해 주세요. 언제든지 저한테 연락해 주세요. 언제든지 이 백화점은 문을 열어요. 언제든지 이 백화점은 문을 열어요. 자, 슬라이드 테이프. 그럼 다음 주에 뵈어요. 뵈다, 뵙다. 지금 다 거기 때문에 보다, 뵈다, 뵈다, 뵙다. cái này có nghĩa là gặp gỡ các bạn nhé, gặp gỡ nhé. Nhưng mà bê tả với loại bê tả thì nó kiểu là kính ngữ của mô tả hơn thôi. Khi mà dùng với lại người lớn đó thì chúng ta thường dùng là bê tả, bê tả nhiều hơn các bạn nhé. Bê tả, bê ơi nha, bê tả, bê tả đều có nghĩa là gặp gỡ. Rồi chúng ta cùng xem nè. 그럼 다음 주에 만나요. Vậy thì tuần sau chúng ta gặp nhau. 그럼 다음 주에 봅시다. 다음 주에 봅시다. Nếu như chúng ta không dùng từ cái đuôi 봬요 kia, chúng ta có thể dùng là 봅시다. Nó cũng tương tự nghĩa. 봅시다. 그럼 다음 주에 토론하고 결정합시다. 토론 ở đây có nghĩa là thảo luận các bạn nhé. Thô rôn có nghĩa là thảo luận. Thô rôn ha tả nghĩa là thảo luận. Xong rồi lại gì nữa đây? Thô rôn ha tả là thảo luận nha. Thô rôn ha cô. Thô rôn ha cô. Ha cô, cô. Động từ cộng với cô nghĩa là gì các bạn? Động từ cộng với cô nghĩa là và, đúng không? Và hoặc là rồi. Và rồi. Kiên chân ha tả có nghĩa là quyết định. Kiên chân ha tả có nghĩa là quyết định nha. Vậy thì tuần sau chúng ta thảo luận rồi thì đưa ra quyết định nha. Được chưa? Chúng ta cùng lần nữa nói nè. 그럼 다음 주에 뵈어요. 그럼 다음 주에 뵈어요. 그럼 다음 주에 만나요. 그럼 다음 주에 만나요. 그럼 다음 주에 봅시다. 그럼 다음 주에 봅시다. 그럼 다음 주에 토론하고 결정합시다. 그럼 다음 주에 토론하고 결정합시다. Rồi, chúng ta xong các slide rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem cái bài gọi là phản xạ này. Các bạn thử xem các bạn luyện nói được bao nhiêu phần trăm mà nãy giờ chúng ta không có nhìn lại các slide lúc nãy. Các bạn thử là đặt mình vào những cái tình huống đó và các bạn thử xem là nếu như mà gặp mình thì mình sẽ nói được bao nhiêu phần trăm. Buổi sáng tốt lành, bạn có khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Tôi đang định ứng tuyển vào công ty Hàn Quốc. Công ty nào thế? Ngày mai hãy ghé qua công ty tôi để nói chuyện cụ thể. Cụ thể ở đây mình sẽ cho các bạn là gì? Cha xe hi. Cha xe hi. Y ya khi ha ta, nói chuyện cụ thể đó. Rồi các bạn thử nghĩ nào xem nào ha. Công ty nào thì chúng ta có thể dùng là oton huê sa, oton onu onu đi ha, onu huê sa, onu huê sa. Các bạn phải có cái đuôi ieo để nói nữa ha. Công ty Hàn Quốc thì là Hàn Quốc huê sa, các bạn biết rồi ha. Vậy mai gặp lại nhé, mai gặp lại nhé, chúng ta học rồi. Rồi vậy thì các bạn thử xem là cái tình huống như thế này thì các bạn sẽ luyện tập và phản xạ được bao nhiêu phần trăm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.